đội tuyển nữ việt nam đánh bại ấn độ sau trận thua ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đã đặt nhiều quyết tâm khi chạm trán tuyển Ấn Độ trước đối thủ yếu hơn. Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không mấy khó khăn để giành 3 điểm. Tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất, huỳnh như chơi cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho cô là hai cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và khéo léo là Bích Thùy và Thanh Nhã. Tuyển Việt Nam kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuyển Ấn Độ cũng chủ động lùi sâu chờ thời cơ phản công. Họ tập trung đông quân số ở khu vực trung tâm nhằm giảm thiểu rủi ro từ những đường truyền xuyên tuyến của tuyển Việt Nam. Vì lý do này, huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu các học trò khoét sâu vào hai biên, bóng thường được đưa xuống nách trước khi tạt hoặc căng ngang và vòng cấm. Ngay phút thứ tư chiến thuật này mang lại hiệu quả. Tuyết Dung tạt bóng chính xác để Huỳnh Như đánh đầu mở tỷ số. Tuyển Ấn Độ nhận ra cách chơi của tuyển Việt Nam, nhưng việc hóa giải lại là câu chuyện khác. Các tiền vệ và hậu vệ biên của đội bóng áo trắng thể hiện sự nhanh nhẹn để vượt qua nỗ lực áp sát đối thủ. Bàn nhân đôi cách biệt đến ở phút 22. Lần này Dương Thị Vân tạt bóng, con người đánh đầu ghi bàn là Hải Linh. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Tuyển nữ Việt Nam sở hữu phần lớn thời lượng bóng lăn. Dù vậy sức ép của đội không quá lớn. Bàn thắng thứ ba của tuyển Việt Nam lặp lại kịch bản như hai bàn trước đó. Hải Yến là người lập công ở thời gian cuối trận tuyển Ấn Độ có bàn danh dự. Sang tận dụng tình huống phối hợp thiếu ăn ý của thủ môn Kim Thanh và các hậu vệ để ghi bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam. Thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ hai Olympic 2024. Kết quả 3-1 nghiêng về phía Việt Nam. Ông Mai Đức Trung nói đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp ở hai bên nhiều nhưng đưa bóng vào chưa chất lượng. Ở hàng tiền vệ các cầu thủ tranh chấp chưa quyết liệt và chuyển hỏng tôi nghĩ các cầu thủ sẽ phải tập thêm về tiếp xúc bóng và truyền bóng sao cho nhanh và chuẩn xác hơn thực sự uzbekistan thi đấu chưa thật sự sắc sảo họ chủ yếu đá bóng dài và thiếu sự bọc lót nhưng các cầu thủ việt nam lại chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai chậm trễ về phá bóng tình huống dẫn tới bàn thua đến từ một kịch bản như vậy huấn luyện viên mai đức trung đánh giá thất bại trước uzbekistan khiến tuyển nữ việt nam rất khó có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng chứ đừng nói đến câu chuyện trở thành đội nhì có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp dẫu vậy huỳnh như cùng các đồng đội cũng quyết tâm giành một chiến thắng đậm trước ấn độ như món quà dành cho huấn luyện viên mai đức trung người đang trải qua những trận đấu cuối cùng trên cương vị dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam trước kỳ nghỉ hưu. Giấc mơ Olympic của Ấn Độ vẫn còn tồn tại, Việt Nam và sau đó là Uzbekistan là hai đội mà chúng tôi cảm thấy ngang hàng hơn. 6 điểm sẽ giúp các cô gái của chúng tôi cơ hội lọt vào vòng trong với tư cách Á quân có thành tích tốt nhất. Tuyển nữ Việt Nam xem đây là trận đấu có cơ hội để họ giành chiến thắng cao nhất tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Bởi ngay sau đó đội sẽ phải chạm trán ngọn núi cao Nhật Bản. Một chiến thắng với cách biệt 5 bàn là điều mà tuyển nữ Việt Nam khao khát hướng đến. Hai trận đấu quan trọng nhất đối với chúng tôi sắp diễn ra là Việt Nam và Uzbekistan. Chúng tôi rất mong chờ hai trận này. Trận đấu với Nhật Bản sẽ giúp chúng tôi đạt nhịp độ cao hơn để có thể xử lý hai trận tiếp theo. Điều quan trọng hơn chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng ở hai trận tới, trận đấu với Việt Nam và Uzbekistan. Nhưng tất nhiên đây sẽ là hai trận đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi đã xem video về đối thủ của mình nên chúng tôi biết rất nhiều về họ dù thu đậm trận gặp nhật bản, song huấn luyện viên của tuyển nữ ấn độ vẫn dành cho học trò nhiều lời khen ngợi. tôi tự hào vì không ai bỏ cuộc. tôi có thể nói rằng hôm nay ritu rani đã chơi một trận đấu tuyệt vời. cô ấy đã chiến đấu rất chăm chỉ ở hàng phòng ngự. chiến lược gia thomas delnevi bày tỏ sự ấn tượng với cầu thủ ritu rani. theo cập nhật từ liên đoàn bóng đá việt nam ngày 27 tháng 10, tuyển nữ việt nam đã quay trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ hai olympic paris 2024 gặp tuyển ấn độ. Toàn đội đã lấy lại tinh thần sau trận thua 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan vào tối qua để có thể tập trung chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Chia sẻ về đối thủ ở trận đấu ngày 29 tháng 10, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, trong quá khứ chúng tôi đã có cơ hội đọ sức với tuyển nữ Ấn Độ, nhưng sau trận đấu với tuyển Nhật Bản vừa qua, bản thân tôi thấy họ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế hoạch đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin rằng trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt thực tế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu á là nhật bản cùng với chủ nhà uzbekistan và ấn độ là những đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây cá nhân tôi nghĩ đây không phải một bảng đấu dễ dàng mặc dù cơ hội đi tiếp là không cao nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai olympic là cơ hội lớn của các cầu thủ toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp đội trưởng đội tuyển nữ việt nam nói thêm Huỳnh Như mới chỉ quay trở lại và tập luyện cùng các đồng đội một ngày trước khi diễn ra giải đấu. Dù vậy, đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng hòa nhập lại cùng các đồng đội. Tại Bồ Đào Nha tôi cũng được thi đấu và tập luyện thường xuyên, thế nhưng thời gian được tập luyện cùng các đồng đội tại đội tuyển cũng có phần hạn chế, vì vậy khi được luyện tập cùng mọi người tôi luôn giao lưu kết nối với mọi người nhiều hơn để hiểu rõ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra trong các trận đấu sắp tới. Đáng chú ý, khi đợt tập trung lần này có sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ mới, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp các bạn. Bản thân tôi cảm thấy vui, tôi cảm thấy rằng các cầu thủ trẻ hiện đã có sự tiến bộ rõ rệt. Đó là tín hiệu tốt cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ giữ được lửa để tiếp nối những người tiền bối hướng đến các mục tiêu xa hơn. Nữ cầu thủ chia sẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua chủ nhà Uzbekistan 0-1 ở trận gia quân bảng C, vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 vào tối 26 tháng 10. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung gần như không thể giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Dù vẫn còn hai trận đấu nữa về Ấn Độ ngày 29 tháng 10 và Nhật Bản ngày 1 tháng 11, dù vậy, tuyển nữ Việt Nam đã lấy lại tinh thần, quay trở lại sân tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đánh giá về đối thủ Ấn Độ, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, trong quá khứ chúng tôi đã có cơ hội đọ sức với tuyển nữ Ấn Độ, nhưng sau trận Nhật Bản thắng Ấn Độ 7-0 vừa qua, tôi thấy họ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt." Huỳnh Như nói thêm, "Huỳnh Như cho rằng bảng đấu của tuyển nữ Việt Nam không hề dễ dàng khi có sự góp mặt của đương kim vô địch nữ châu Á Nhật Bản." cùng với chủ nhà uzbekistan và ấn độ hai đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc thời gian gần đây dù cơ hội đi tiếp không cao nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai olympic là cơ hội lớn của các cầu thủ toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp cô nói do bạn thi đấu cho câu lạc bộ lanh fc huỳnh như chỉ tập luyện cùng đồng đội một ngày trước khi giải đấu diễn ra dù vậy đội trưởng đội tuyển nữ việt nam nhanh chóng hòa nhập lại cùng mọi người Tiền đạo 32 tuổi chia sẻ, tại Bồ Đào Nha tôi cũng được thi đấu và tập luyện thường xuyên, thế nhưng thời gian được tập luyện cùng các đồng đội tại đội tuyển cũng có phần hạn chế. Vì vậy khi được luyện tập cùng đội tuyển, tôi luôn giao lưu kết nối với mọi người nhiều hơn để hiểu rõ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Đáng chú ý, khi đợt tập trung lần này có sự xuất hiện nhiều gương mặt trẻ mới, cũng là lần đầu tiên tôi gặp các bạn, tôi vui và thấy các cầu thủ trẻ hiện đã có sự tiến bộ rõ rệt, đó là tín hiệu tốt cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Trong quá khứ chúng tôi có cơ hội đọ sức với đội tuyển nữ Ấn Độ, nhưng sau trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vừa qua, bản thân tôi thấy họ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin rằng trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt, Huỳnh Như chia sẻ. Tuyển nữ Việt Nam trở lại sân tập trong sáng 27 tháng 10, chuẩn bị cho lượt trận kế tiếp. Trước đó một ngày toàn đội trải qua trận đấu khó khăn với chủ nhà Uzbekistan. Tuyển nữ Việt Nam cầm bóng tốt hơn nhưng tỏ ra kém hiệu quả trước cầu môn đối phương. Ở chiều ngược lại, tuyển nữ Uzbekistan tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Khabi Bulaeva. Thua Uzbekistan 0-1, tuyển Việt Nam khó có cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic 2024. Thay cho, huấn luyện viên Mai Đức Trung chạm trán Ấn Độ và Nhật Bản ở hai trận còn lại thực tế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu á là nhật bản cùng với chủ nhà uzbekistan và ấn độ là những đội bóng đã có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây cá nhân tôi nghĩ đây không phải là một bảng đấu dễ dàng mặc dù cơ hội đi tiếp là không cao nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai olympic là cơ hội lớn của các cầu thủ đoàn đội sẽ cố gắng hết sức để có kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp Huỳnh Như cho biết, sau trận gia quân không thuận lợi, tuyển nữ Việt Nam cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung cho buổi tập hôm nay. Huỳnh Như chỉ kịp hội quân cùng đội trước giải một ngày. Vì vậy, tiền đạo này đang cố gắng tạo sự kết nối tốt hơn với đồng đội. Tiểu sử thủ môn Trần Thị Kim Thanh Trần Thị Kim Thanh sinh năm 93 tại Đức Hòa Long An, sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Khi đó cô chưa biết đến bóng đá là gì. Năm 14 tuổi cô mới bắt đầu tập bóng với những tố chức đặc biệt và niềm đam mê bóng đá của mình. Sau khi nghe tin, thành phố Hồ Chí Minh tuyển thủ môn nữ, Kim Thanh quyết định theo nghiệp quần đùi áo số để phụ trang trải cho gia đình. Kim Thanh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam vào năm 2014, tham gia giải Asian Cup 2014 nhưng chỉ là thủ môn dự bị. Đến năm 2018, sau khi đàn chị Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ, cô mới chính thức được bắt chính. Năm 2016, cô tham gia giải bóng đá nữ Đông Nam Á, giành được chức vô địch và sau đó cô lại tiếp tục giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games 30. Từ sự thăng tiến đó, cô bắt đầu sự nghiệp chơi bóng đá chuyên nghiệp của mình và nỗ lực nhiều hơn. Trần Thị Kim Thanh gây ấn tượng mạnh tại Asian Cup nữ 2022 khi trở thành người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều pha cứu thua đẹp mắt. Màn trình diễn xuất sắc đó đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung giành vé dự World Cup nữ 2023. Với chiến tích ấn tượng này, Kim Thanh được tặng huân chương lao động hạng nhất và được AFC đặc biệt khen ngợi. Hiện Kim Thanh đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển Việt Nam.